nhắn tin là dời buổi thêm ngày cuối rồi mà. Để cho anh về lo cho bố. Em dời chưa? Em chuẩn bị nhắn cho thầy. Thôi không cần, bố không sao rồi. Thiệt không? Làm như là tôi ngoài cưới vợ quá, tôi quên cả bố ấy. Nhưng mà lúc nãy em thấy bác với chị lo lắm đó. Không, mẹ bảo không sao rồi. Mẹ con đang bảo anh là về nhà đừng có cười sợ bố ngượng. Ôi đi, nhanh thầy chờ. Kinh kinh. Mẹ vợ giao việc có khác nhờ? Chuyện riêng việc mẹ vợ giao nha. Nét căng. Ê, nhanh nhanh nhanh. À, lên đường đi tìm giờ cưới vợ. Thì lên đường đi tìm ngày cưới chồng. Đi thôi. Này, em chả hiểu sao mẹ lại tin mấy cái chuyện này hả? Mẹ anh dặn là được phép không tin nhưng không được phép bấm. Thì em có bán ngủ ở đâu. Em vẫn luôn giữ trong lòng là em không tin mà. Đây là lần đầu tiên em nói ra. Em đọc thử xem. Em hiểu chết liền luôn. 96 này. Chín sáu. Hả? Đúng rồi. Đúng ạ. Thế đến cửa này không đúng còn cửa nào đúng nữa. Ừ. Cái da đẹp nhìn cái gì? Ừ? À, không, không phải quay. Dạ. À, không, con xin lỗi thầy tại nhìn thầy giống quen. Chả quen thế nào nữa. Đèn livestream suốt ngày ở trên mạng á. Nhá, cũng nổi tiếng phết đấy. Ừ, nào thôi. Này, thông tin của Sâm Anh với cả Thành Danh đúng không ạ? Đúng ạ. Rồi. Gớm quá đấy. 1 giờ đêm ngày hôm qua bà Ngọc bà mới gửi thông tin. Bà đấy kinh khủng, nửa đêm giờ tí hiện hình đấy. Quá thể cơ. Thế định lấy nhau như nào? Dạ. Dạ vâng, thì hôm nay là con muốn qua gặp thầy để... Dạ xem ngày giờ ạ. Dạ vâng, để tổ chức hôn lễ ạ. Thôi này đi, 2 tuổi này đừng lấy nhau vào làm gì nó khổ nhau ra nhá. 2 tuổi lấy nhau vào ấy, không ly hôn thì cũng ly biệt. 1 trong 2 người ấy là sẽ đoản mệnh. Hả? Là chết rồi.